Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở gần ngã tư đường Trần Hưng Đạo với đường Hồ Hồ Hớn, phường Cầu Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình thì có kích thước ngang là gần 3,5 m và chiều dài là 12,5 m. Nhà có diện tích đất được công nhận là gần 40 m² ha. Nhà hiện tại là nhà mình đang có kết cấu một trệt với một lửng. Thì căn nhà này hiện tại có hai nhà vệ sinh, 3 phòng ngủ. À, phía trên đó là vẫn làm được 3 phòng nữa nha. Nếu cô chú chị bạn xác định mà mình ở nhiều á, thì mình làm thêm, xin phép làm thêm 3 phòng ngủ ở trên lầu nữa là được 6 phòng. Thì cô chú chị bạn tùy cái nhu cầu của mình thôi. Nếu mà mình sử dụng mình làm cần thêm nhiều thì mình làm thêm 3 phòng ở trên lầu vẫn còn làm được nha. Ở trên lầu hiện tại thì do chủ không có nhu cầu ở nhiều nên chỉ làm có một phòng ở trên lầu với một cái ban công thôi. Còn phía sau là ngay chỗ cái bếp ở dưới này và hai phòng phía sau là chủ vẫn để trống ha. Thì cô chú chị bạn nào mà cần có nhu cầu sử dụng thêm á, thì cứ làm thêm 3 phòng ở trên được nha, xin phép rồi làm ha. Thì giá chủ đang kêu là 5.680.000.000 nha, 5.860.000.000 ha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú chị bạn xem toàn bộ căn nhà này nha. Và đây là cái hẻm đây là địa chỉ nhà mình ha, 83/32 đường Hồ Hậu Hớn, phường Cô Giang, quận 1. Và đây là cái hẻm nhà mình nè, nó hướng này thì đi ra đường Hồ Hậu Hớn, đi ra đường gốc ngã tư đường Hồ Hậu Hớn với đường Trần Hưng Đạo. Đó, nhà mình để đây đậu được hai chiếc xe ngang và một chiếc xe còn có thể chạy được nữa ha. Mình đậu một chiếc xe bên trong đây và ở phía ngoài đây á, đậu một chiếc bên đây, ở giữa vẫn còn chạy được. Hướng này thì đi qua đường Trần Đình Xu qua chỗ chợ Nga ha, ở đây gần chợ Bến Thành ha, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ nhà là 83/32 đường Hồ Hồ Hớn nha. Thì nhà mình thì hiện tại đã đang có kết cấu một trệt với một lửng, nhưng mà mình đã làm cái mái dài tuốt phía sau rồi. Nếu cô chú anh chị bạn cần thì mình về mình làm thêm là 3 phòng ở trên lầu nữa là 5 phòng để mình ở nha. Ở đây thì hẻm vừa làm xong rồi, hẻm khoảng 2,5 m hướng đông thì đã làm rồi. Chủ nhà làm cửa nhôm chinh pha, kính cường lực đó, chìa khóa thì smart key điện tử đó, mình có thể mở bằng vân tay nè, mình mở bằng mã số nè, mở bằng app điện thoại nè, mở bằng chìa nè. Đó, đặc biệt là ổ khóa này là ổ khóa hiện đại nhất của năm 2022. Mình có thể khóa bên trong lại luôn, mình lóc bên trong lên. Chỉ có những người nào bên ngoài có chìa họ mới mở được thôi. Đó, có thể lóc tạm bên trong nè, thì chỉ có chìa mình mới mở được thôi ha. Thì căn nhà này là nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, nằm phía sau lưng căn mặt tiền đường Hồ Hậu Hớn ha. Thì nằm gần góc Cô Giang, góc Cô Giang với đường Hồ Hậu Hớn, gần góc ngã tư đường Trần Hưng Đạo với đường Hồ Hậu Hớn nha. Thì căn nhà này á, thì chủ quyền hồng nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, điện chính nước chính luôn ha. Thì ở đây thì chủ nhà cũng mới vừa làm cái giờ cái chỗ nước ha, giờ chỗ nước theo quy định mới nhất luôn nha. Và đây là cái nhà mình nè, thông tin nhà của mình đây ha, nằm gần ngã tư đường Trần Hưng Đạo với đường Hồ Hớn nè. Đó, ngã tư đường Trần Hưng Đạo Hồ Hớn nè. Cái hướng này là mình sẽ đi về hướng chợ Bến Thành, còn bên đây là khách sạn New World, bên đây là phố Tây Bùi Viện. Còn phía sau lưng đây là chợ Nga, hẻm mình là hẻm thông từ đường Hồ Hớn thông sang đường Trần Đình Xu nha. Thông qua đường Trần Đình Xu chợ Nga ha. Thì nhà mình là nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu nha. Mình xin nhắc lại là địa chỉ là đất của mình là gần 40 m ha, diện tích đất được công nhận là 39 m nè. Đó, nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu chính ta trang, không bị một cái miếng lộ giới hẻm giới nào hết nha cô chú anh chị bạn. À, nhà mình thì gồm có các không gian như sau. Ở phía ngoài là phòng khách, bên trong là gian bếp, bên trong nữa là một nhà vệ sinh, và bên trong nữa là một phòng ngủ, và cuối cùng là một phòng ngủ master ha. Ở trên lầu có một phòng ngủ, mình có thể làm thêm được một hai phòng ngủ, ba phòng ngủ nữa nha, tùy cái nhu cầu sử dụng. Đèn này là đèn đổi màu được nha cô chú anh chị bạn. Đó, điện chính nước chính, chủ quyền hồng, mua bán ký công chứng sang tên. Thì ở đây nè cô chú anh chị bạn, cái đèn này là đổi màu nè. Đó, đèn này là đổi màu được nè ha. Đó, đổi màu ha, khi bắt thì đổi màu ha. Và đây là cái đèn dội vô để mình đọc sách buổi tối nè. À, thì ở đây là ốp nhựa PVC cao ráo ha, ốp nhựa PVC cao ráo, mình gắn cái nhà cái ở đây là gắn cái tivi ở đây để mình xem tivi ha. Còn đây là ốp nhựa giả gỗ nha, ốp nhựa giả gỗ ha. Ở bên trong cũng vậy luôn ha, chủ nhà làm rất là tinh tế. Hiện tại là nhà mình đang có 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Ở trên lầu này có một phòng ngủ thôi. Nếu như mà nhu cầu của cô chú anh chị bạn mà làm thêm nữa thì mình sẽ làm được 3 phòng ngủ nữa ha, tùy nhu cầu sử dụng nha. Và ở đây là ở chủ nhà có gắn cho mình một cái đèn phía ngoài cho sáng nè. Và ở vị trí này thì ở đây khu phố này có gắn một cái đèn ngay trước nhà mình rồi. Cái hẻm này là không có ngập nước nha cô chú anh chị bạn, hẻm làm rồi ha, hẻm làm rồi không ngập nước nha. Đó, mình để được chiếc xe thế này đây, và còn một chiếc xe đậu đây.
một chiếc xe giữa vẫn còn chạy được nha cô chú chị bạn. Ở đây là nhôm sinh pha kính cường lực bản lề kim long, loại này rất là dễ mở cửa nha. Đó, giúp cho mình về mở cửa rất là dễ dàng, nhẹ tay ha. Nhưng mà loại một nha cô chú chị bạn, thì giữa phòng khách và gian bếp thì chủ nhà có set up cho mình một cái vách ngăn, ở dưới có chỗ để đồ luôn ha. Đó, vách ngăn có chỗ để đồ, và bên trong chủ cũng không quên làm mình cái bức trang trí những cái song sắt xuống, làm cho căn nhà rất là lịch sự luôn ha. À đây chú Hồng mở lên cho nó sáng nha. À, đèn đâu đây. À chủ cũng gắn một cái quạt sẵn cho mình rồi nha. Tường nhà thì dán cao ráo ha. Ở đây mình có thể để máy giặt máy lạnh gì. Ở trên lầu thì chủ nhà đã làm sẵn chỗ để máy giặt ở ngoài lan can rồi, nhưng mà mình có thể để dưới đây để tủ lạnh máy giặt gì cũng được ha. Và vị trí này là vị trí để tủ lạnh nè. Ở đây thì chủ cũng trang trí cho mình cái bức tranh ha, đồng hồ luôn nha, là rất đẹp luôn ha. Ở đây là đặc biệt cái gian bếp này thì chủ làm rất là xịn sò. Đó, với mặt bếp bằng đá hoa cương, tủ bếp dưới và mặt của bên hông là bằng kính cường lực, giúp cho mình rất là dễ dàng làm vệ sinh khi mà mình chiên xào dầu nó có bắn vào ha, dách mình lau chùi rất là dễ dàng nha. Đặc biệt là cái gian bếp này có hai tầng tủ bếp, giúp cho các chị em phụ nữ là để đồ rất là gọn gàng trong đây, và nhiều không gian để mà mình để đồ ha. Ở đây mình có, ở đây vị trí mình cũng set up sẵn cho cô chú anh chị bạn để cái máy tủ lạnh ở đây đó. Và ở đây thì mình cũng có thể để thêm cái tủ lạnh nhỏ nữa cũng được, hay máy giặt, hay nói chung mình để những cái gì là ở đây cũng được ha, hoặc một chiếc xe để xui vô đây cũng được nha. Đó, thì cô chú anh chị bạn ngắm lại cái không gian ở dưới chợ phía trước nhà mình nè, phòng khách liên thông với nhà bếp. Ở phía sau lưng là hai phòng ngủ và một nhà, hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh nha. Thì khu phòng cuối cùng là có nhà vệ sinh bên trong luôn nha. Thì Vũ Hồng cũng nói rồi á, do nhu cầu là chủ chỉ làm có 3 phòng thôi. Ở đây là nhà không có đông người nên chỉ dùng sử dụng 3 phòng thôi. Còn nếu như mà nhu cầu mình sử dụng nhiều phòng á, thì mình có thể xin phép mình làm thêm ở đây, từ đây nè, vị trí này nè, tới đây một phòng, mình làm phòng này sinh hoạt chung, phòng sinh hoạt chung ở trên lầu. Và ở phía sau lưng từ vị trí nhà vệ sinh này với phòng này, phòng kia thì mình làm thêm 2 phòng nữa là rất là hợp lý cho cô chú chị bạn. Rồi mời cô chú chị bạn ngắm lại cái không gian ở phía trước, phòng phía trước của nhà mình nè ha. Không gian ở phía trước nhà mình đây ha. Đây là cái nhà vệ sinh để sử dụng cho phòng kế bên bên đây, và cái phòng ở phía trên lầu ha, phía phòng khách, nhà bếp nha. Tường nhà dán cao ráo lên đến trần luôn ha. Đèn đèn cảm ứng nha. À, đèn đây đèn cảm ứng. Cô chú anh chị bạn đang xem Vũ Hồng review căn nhà, địa chỉ là 83/32 đường Hồ Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nằm gần góc ngã tư đường Hồ Hớn với đường Trần Hưng Đạo, gần chợ Bến Thành, gần phố Tây Bùi Viện và gần chợ Nga ha. Ở đây là ngay ngã tư đường Trần Hưng Đạo với đường Hồ Hớn nha. Cái nhà vệ sinh ở đây thì sử dụng bồn cầu một khối, và tất cả cái vòi ở đây là đều bằng inox 304 hết nha. Cửa này là cửa gỗ ha, cửa này cửa giả gỗ, còn cửa bên đây là cửa gỗ ha. Thì đây ở dưới đây thì có hai phòng ngủ. Ở phòng phía sau phòng này mình có thể để cho người lớn tuổi mình ở, khỏi phải đi lên lầu. Như Vũ Hồng đã nói rồi đó, cô chú anh chị bạn có thể làm thêm được 3 phòng ở trên lầu nữa, là 6 phòng luôn ha. Tại vì ở đây thì nhu cầu chủ nhà không có ở nhiều nên chủ nhà chỉ làm có 3 phòng thôi. Ở đây thì đây là phòng thứ nhất ha, đây là phòng thứ nhất. Ở phía sau phòng phía sau thì có phòng phía sau là có nhà vệ sinh bên trong nha. Chân tường ở đây là chủ nhà có dán chân lên cao nữa 0.5 cm, để khi mình lau chùi có dính vô tường thì nó không có dơ, khỏi phải sơn lại nha, lau chùi cái sạch sẽ ha. Thì Vũ Hồng sẽ review từ phía ngoài đây, từ phía ngay chỗ cái gian bếp này vào phía bên trong ha. Vào phía bên trong gồm có một cái gian bếp, một cái nhà vệ sinh và hai phòng ngủ. Một phòng ngủ phía bên đây thì không có nhà vệ sinh, và một phòng ngủ phía bên trong đây là phòng master có nhà vệ sinh bên trong luôn ha, có nhà vệ sinh bên trong luôn nha, cửa gỗ ha. Ha, phòng phía trong nè thì có nhà vệ sinh bên trong luôn ha. Cô chú anh chị bạn có thể làm hiện tại là có ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, mình có thể làm thêm được một nhà vệ sinh trên lầu nữa, và thêm 3 phòng ngủ ở trên nữa là 6 phòng luôn ha. Hiện tại thì chỉ có 3 phòng thôi, thì nhà mình cao ráo ở trên là mình có thể làm được 3 phòng nữa ha. Vị trí ở đây một phòng, từ đây lên trên là mình làm một phòng, ở phía phòng phía trước một phòng, và ngay chỗ cái bếp mình làm thêm một phòng sinh hoạt chung nữa. Đây là cái nhà vệ sinh ở dưới chợ nè, nằm ở phía bên trong nè ha.
Cô chú đang theo dõi Vũ Hồng review căn nhà địa chỉ 83/32 đường Hồ Hớn, phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cô chú chị bạn nhớ đăng ký kênh ha. Còn nếu thấy bạn bè người thân của mình đang cần một căn nhà quận 1 giá 5.860.000.000 ha, giá này còn thương lượng nha cô chú chị bạn. Thì cái phòng mà mỗi cái gian vệ sinh này á, là đều sử dụng bồn cầu một khối hết nha. Thiết bị vệ sinh thì kính này là kính cảm ứng nha cô chú chị bạn. Kính cảm ứng nha. Rồi tường nhà thì dán cao ráo, có dây chờ để gắn máy nước nóng hết rồi ha. Thì cửa phòng vệ sinh là sử dụng cửa nhựa dạ gọn, cửa gỗ luôn ha, cửa gỗ luôn nha cô chú anh chị bạn. Đèn ngủ đồ, đèn led đồ đầy đủ hết rồi ha. Thì bây giờ là Vũ Hồng sẽ review lên trên cho cô chú anh chị bạn xem ha. Vũ Hồng cũng nhắc lại là ở vị trí này nè cô chú anh chị bạn. Ở đây là mình trên lầu mình có thể làm thêm được 1, 2, 3 phòng nữa ha. Là tổng cộng là đường làm được 6 phòng luôn ha. Nhưng mà do nhu cầu chủ nhà hiện tại là không có sử dụng nhiều nên chủ không có làm ha. Đó, đây là phòng thứ hai ha. Còn đây là cái nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh thì bồn cầu một khối, kính cảm ứng, dán tường cao lên đến trần rồi ha. Ở đây mời cô chú anh chị bạn ngắm lại không gian phía trước, gồm có gian bếp kết hợp với phòng khách ở phía bên ngoài. Đó, đây bức tranh chủ nhà tặng sẵn cho mình một bức tranh luôn ha. Ở đây là đèn trang trí, ở phía trước đèn trang trí đổi màu luôn nha cô chú anh chị bạn. Tường thì dán cao ráo lên rồi, giúp cho mình dễ dàng làm vệ sinh. Gian bếp này thì ở trên tủ bếp 2 tầng giúp mình để nhiều đồ hơn ha. Chị em phụ nữ xem là thích ngay thôi. Thì ở đây mình có thể cải tạo làm thêm được 3 phòng ngủ nữa thành 6 phòng ngủ ha. Nhưng mà do nhu cầu là chủ nhà hiện tại là chủ không có sử dụng nhiều phòng nên